Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lời Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng Nicodemo rằng không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời cũng như môi sen treo con rắn nơi hoang địa thế nào thì con người cũng phải bị treo lên như vậy để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời quả thật thiên chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời vì thiên chúa không sai con của người giảng trần để luận phạt thế gian nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ Đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ Người khen Chúa Kính thương bà anh chị em Một trong những hình ảnh mà chúng ta thường gặp Đó chính là thập gia Chúng ta có thể gặp ngoài nghĩa trang rồi gặp ở trên những cái tháp cao của nhà thờ tháp chuông rồi nhà thờ rồi cổng nhà thờ và đôi khi mình gặp ở cả những cái hình xâm xâm hình thánh giá hoặc gặp, gặp ở những cái vần tay người ta để đeo những cái cây thánh giá thì chúng ta thấy những cái thánh giá đó nhiều trong cuộc sống thường ngày nhưng đôi khi mình thấy thánh giá để người ta tôn thờ nhưng lại đôi khi thánh giá để người ta trang trí thánh giá đó để người ta làm đẹp nữa vì thì nhìn lại hôm nay chúng ta mừng kính lễ suy tôn thánh giá thì thánh giá là gì thứ thánh giá là một cái dọc và một cái ngang có thể là bằng gỗ có thể là bằng nhựa và cũng có thể là bằng kim loại thì thánh giá đây là một cái sáng kiến của đế quốc Roma người ta dùng để đóng đinh những tử tội mà tử tội đó là những người nô lệ và những người không phải là người Roma còn Chúa Giêsu là người Do Thái và đối với Do Thái thì lúc đó người ta thường Bị giết bằng cách ném đá Hoặc là cột cối đá vào cổ Mà quăng xuống biển Còn cách tử hình Theo Đế quốc Roma Đây là một chết trên thập giá Là một cái chết Nhục nhã và đau đớn Nhục nhã vì Chết mà không được mặc quần áo Chết Như một người Nô lệ Chúng ta thấy trong bài trích thơ gửi thánh tín hữu Philippe thánh Phaolô nói Đức Giêsu là Thiên Chúa mà không nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa chấp nhận thân phận tôi đòi và chết trên thập giá để cho thấy rằng cái chết của người trên thập giá là một cái chết nhục nhã và đau khổ như một tên tử tội Vì thì qua cái chết đó Để cho chúng ta thấy cách đây hơn 2.000 năm Thì cũng nói về ba cái chết trên thập giá Cùng với lúc với Chúa Giêsu Đó chính là thứ nhất là cái chết trên thập giá của Đức Giêsu Cái chết của Thiên Chúa là một cái chết Mà chính Chúa lại là người vô tội Và cái thứ hai Chúa Chúa chết không phải là do tội của mình Mà chết cho nhân loại Và cái thứ ba Ở trên thập giá Chúa chết Để thể hiện tình yêu Và qua cái chết tinh thập giá Để cho thấy được một sự phục sinh muôn đời Là cho chúng ta được sự sống đời đời Vậy thì cái chết của Đức Kitô Trên thập giá Nó đã trở thành thánh giá Thánh giá vì thập giá Trên thập giá này chết mà có thiên chúa trên thập giá đó và cái chết trên thập giá là một cái chết thể hiện của tình yêu. Vậy thì thập giá nào có tình yêu thì đó mà mình gọi đó là thánh giá. Còn hai cái chết bên phải là tên trộm lành và bên trái là tên trộm dữ. Tên trộm lành là một tên trộm mà cũng phạm những cái lỗi đối với Chúa, đối với người ta phòng những cái tội nặng để rồi cũng bị đóng đinh trên thập giá nhưng khi ở trên thập giá tên trộm lành này nhận ra rằng tội của mình là xứng đáng vậy thì cái chết của tên trộm lành cho thấy rằng hắn chết là đúng và chính tên trộm lành cũng nhận ra chết như thế là xứng đáng với tội mà hắn đã làm vì thế ngay lúc chết Trước khi chết trên thập giá Tên trộm lành này đã ăn năn thống hối Đã nhận ra tội của mình Mà xin lỗi Thiên Chúa Và nói với Thiên Chúa Khi khi nào về nước Ngài Ngài nhớ đến con Chỉ cần hai câu mà hắn nói Khi chết trên thập giá Thứ nhất là nhận ra tội của mình Và thứ hai hướng lòng về Thiên Chúa Xin Thiên Chúa cứu chữa là hắn đã được cứu độ Vì thì nhờ thập giá mà tên trộm lành này biết ăn năn thông hội Nhờ thập giá mà tên trộm này đã được cứu độ Tên trộm lành này được Chúa nhậm lời Và ngược lại với tên trộm lành là tên trộm dữ Cũng bị đóng đinh trên thập giá Nhưng khi đóng đinh trên thập giá Hắn cũng làm nhiều chuyện tội Đến Thiên Chúa, đến người ta để rồi phải bị phạt Bằng cái hình phạt là chết trên thập giá Nhưng khi ở ngay trên thập giá Trước khi chết Hắn vẫn không nhận ra mình là một con người có tội Hắn không biết xin lỗi Thiên Chúa Và cũng không biết xin lỗi người anh em Hắn không nhận ra rằng hắn xứng đáng Mà hắn lại tỏ ra oán trách về Thiên Chúa Vậy thì cây thập giá mà hắn bị đóng đinh Mãi mãi vẫn là cây thập giá vì cây thập giá không có hối lỗi Để được nên tốt hơn Và cây thập giá đó không thể hiện tình yêu Cho nên qua bài đọc Chức sách dân số Chúng ta thấy nói Về những người do thái Khi đi trong sa mạc Vì oán trách Thiên Chúa Để rồi Chúa cho rắn cắn chết nhiều người Môi sen phải đến xin Thiên Chúa cứu chữa để rồi chú dùng một cái hình ảnh tiên trưng Để nói về cái thập giá mai này Mà từ thời dân Do Thái ở trong sa mạc Là cây thập Lấy một cây thập giá Để treo hình con rắn đồng lên trên đó Để rồi ai nhìn vào con rắn đồng này Người đó được cứu chữa Vậy thì là một hình ảnh tiên báo Về một cây thập giá trong thời tân ước Nghĩa là cái thập giá đó là cây thánh giá Mà chính Đức Giêsu phải chịu chết trên cây thánh giá đó để bao người phải nhìn lên cây thánh giá đó nhờ cây thánh giá đó mà được cứu sống. Vậy thì ngày hôm nay chắc chắn rằng chúng ta cũng phải vác cây thánh giá hàng ngày theo chân Chúa. Có thể cái thánh cái thánh giá của mình đó chính là cái sự thất bại trong đời sống thường ngày. Cái thánh giá của mình có thể là bệnh tật, cái thánh giá của mình có thể là những cái tai nạn xảy ra cho chính bản thân mình hoặc gia đình mình cái thánh giá đó cũng có thể là do chồng hoặc là do vợ và cái thánh giá đó cũng có thể là do con cái mang lại vậy thì ngày hôm nay mình có tránh cái thánh giá đó hay không mình có từ chối cái thánh giá mà thiên chúa ban cho cuộc đời hay không thì tôi xin kể về câu chuyện một người thanh niên đi tìm một cái đấng mà để hắn tôn thờ thì thì một người thanh niên này muốn đi tìm một đấng thần linh để anh ta tôn thờ anh ta đi tìm đến một vị tu sĩ để xin vị tu sĩ này hướng dẫn cho anh ta vị tu sĩ này dẫn anh ta đi đến một phòng đầu tiên gặp một vị thần linh và vị tu sĩ này nói vị thần linh này có thể giúp cho người ta không phải bị đau khổ Không phải bị vác thánh giá Nghĩa là vị thần linh này Cất cho người ta Khỏi phải những đau khổ ở đời này Người thanh niên này Lắc đầu và không chấp nhận Vị tu sĩ này đưa người thanh niên Đến vào cái phòng thứ hai Và vào phòng thứ hai này Vị tu sĩ giới thiệu Đây là vị thần Mà giúp cho người ta né Được đau khổ Hay đơn giản là tránh được những cái đau khổ ở đời này Người thanh niên này suy nghĩ và cũng lắc đầu Không chấp, không chấp nhận một vị thần linh mà anh ta tôn thờ Và vị tu sĩ này đưa anh ta vào cái phòng thứ ba Có một cây thánh giá và chúa chuộc tội nằm trên thánh giá Vị tu sĩ chỉ đây là vị thần chấp nhận vác thánh giá cho con người chấp nhận chết thay cho con người và muốn cho con người vác thập giá cùng với vị thần này để rồi cùng chết với vị thần này và cùng được phục sinh thì chàng thanh niên này gật đầu đồng ý chọn đấng mà anh ta tôn thờ thì vị tu sĩ mới hỏi tại sao mà hai vị kia một vị thần cất người ta khỏi đau khổ và một vị thần giúp cho người ta tránh khỏi đau khổ mà sao anh không chịu thì anh ta nói vị thần mà nói cất cho con người khỏi những cái thánh giá ở đời này khỏi những cái đau khổ đó là vị thần nói láo trong cuộc đời này không bao giờ không có thánh giá trong cuộc đời mỗi người ai cũng có thánh giá cả mà nói cất đi mà không có thánh giá chỉ là nói láo rồi còn vị thần mà nói giúp người ta tránh khỏi đau khổ Né khỏi những cái bệnh tật ở đời này Thì vị thần đó cho con người ta sống nhu nhược Không có sự can đảm trong đó Né tránh những đau khổ và bệnh tật Mà vị thần chấp nhận cùng vác đá. Đó là vị thần giúp cho người ta cùng, cùng vác và cùng sống Vì chúng ta nhớ lại trong sách sáng thế và chính cái trái cấm Làm cho con người bị đau khổ Và cắt tình hiệp thông với Thiên Chúa Thì hôm nay chính nhà thánh giá của Đức Kitô Giúp cho con người ta được sống Và sống hiệp thông với Chúa Như tôi nói từ ban đầu về cái thánh giá Là một thanh đứng và một thanh nằm ngang Thanh đứng để ý chỉ nói và thanh nằm ngang và thanh đứng này là một sự kết hợp cả giáo lý của Đức Kitô thanh đứng là nói về mến Chúa thanh nằm ngang là yêu người thanh đứng là nói về thiên tính thanh nằm ngang là nói về nhân tính thanh đứng là hướng về trời cao còn thanh nằm ngang là hướng về đất thấp để rồi Thiên Chúa và con người hiệp thông với nhau hòa nguyện để kết hợp nên một với nhau vậy thì qua cây thánh giá Hôm nay chúng ta mừng lễ suy si tôn thánh giá Không phải là mình né tránh Cũng không phải là xin Thiên Chúa cất đi Cây thánh giá khỏi con Mà xin Thiên Chúa cùng nâng đỡ Cho con biết vác thánh giá với người Vậy thì không đâu xa Một cây thánh giá mà ngày hôm nay Cả thế giới Và cả Việt Nam Đang phải cùng nhau để vác Đó là cây thánh giá bệnh dịch Bệnh dịch đang hoàn hành rất là phức tạp và có nhiều người có trách nhiệm người ta cả ở thế giới lẫn ở việt nam người ta vẫn nói rằng không thể nào mà mình tránh đi bệnh dịch được không thể nào là hết được và không thể nào là không bao giờ không có bệnh dịch được mà phải chấp nhận sống chung với bệnh dịch nghĩa là không thể nào mà trong cuộc đời con người không có thánh giá mà là chúng ta phải biết cùng vác thánh giá với ai thánh giá phải có tình yêu trên thập giá mới là thánh giá và trong thời gian bệnh dịch như thế này rất cần chúng con kê vai vác thánh giá với nhau và rất cần thiên chúa ban ơn trợ giúp để cho chúng con cùng biết vác thánh giá với chúa vậy thì để kết thúc bài chia sẻ hôm nay tôi xin mượn lời của linh mục văn chi qua bài hát con đường chúa đã đi qua Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài. Xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Amen.